Các bạn, hôm nay bên mình trở lại khai thác rau lứa đầu tiên trong cái hệ thống dàn rau mới này của khách hàng. Đấy. Trước hết là mình sẽ khai thác cái thùng rau dền khoai. Ngon rồi, phương pháp khai thác thì vẫn là như vậy thôi. Khai thác này nó khá là kỳ công, mất rất là nhiều thời gian. Vâng. Thời gian đây chỉ là nhân công. Một khi chúng ta khai thác thì chúng ta khai thác toàn bộ luôn. Kiểu chúng tôi là làm hệ thống rau này cho các trường và đào tạo ra những cái thế hệ mà không chỉ là nhân công nhé, mà những nhà khoa học về rau, đúng không? Chúng tôi phấn đấu về điều đó. Đấy. Hôm nay chúng tôi có đi khảo sát khá nhiều cái đơn vị rồi, cái trường học và cái sự đồng thuận rất là lớn. Thì từ cái việc mà các cháu trồng được rau, mà các cháu hiểu biết về các loại rau, thì dẫn đến là các cháu sẽ tự bảo vệ mình nhỉ? Và biết đâu đấy là trong số đó là có những người mà có thể tiến tới là bảo vệ cái cộng đồng, đúng không? Đấy. Tức là mình sẽ trở thành những nhà sản xuất rau sạch trong tương lai chẳng hạn. Và càng nhiều nhà sản xuất rau sạch thì cái giá rau tự nhiên sẽ giảm đi. Tức là ở đây nó không chỉ là rau sạch mà là rau tự nhiên. Đấy, và cái việc sử dụng hóa chất nó sẽ không còn nữa, đúng không? Và dẫn đến là nghĩa là sức khỏe con người cải thiện, môi trường cũng được cải thiện và con người ta sẽ sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Ngược lại là họ sẽ sáng tạo hơn, bởi vì đầu óc chỉ có thể sáng tạo được khi mà chúng ta khỏe mạnh mà thôi. Và còn chúng ta mang trong người bệnh tật cho bệnh ca đi kiếm được bạn thấy rất là nhiều. Hôm tới mình sẽ làm một phóng sự trong bệnh ca. Đấy, phóng sự rất là quan trọng trong bệnh ca, và để các bạn sẽ thấy rằng là tình trạng hiện nay nó đã nguy hiểm đến mức nào. Vâng. Bên mình thì rau này á, bên mình không bán cho những người không hiểu biết về rau này. Và đồng thời là đánh cá chọn canh vân vân, bên mình sẽ không bán những người như thế. Bên mình chỉ bán cho những người họ đặt trước thôi. Đây cho xét nghiệm thoải mái nhé. Là các cái tiêu chí về rau là các bạn. Các bạn phải biết tiêu chí nào các bạn để xác định tiêu chí đó. Đấy, và bên mình thừa sức đáp ứng. Thậm chí là gì, bên mình cái giá tí tô ấy, bên mình được tính được cao hơn cái giá của Nhật cơ. Các bạn thấy đây là hệ thống lưới chống côn trùng Israel này. Đây thì hàng ni lông Israel này, được không? Đây là cái sự bảo vệ tối ưu. Đây này, vừa đây. Và cái rau của bên mình hiện nó được đặc trưng bởi là thứ nhất là đấy, bạn nhìn thấy nó khác biệt hoàn toàn nên so với lại cái rau thông thường. Thì bên mình vẫn chưa hoàn thiện hệ thống trồng rau mới này. Thứ nhất là do đội thợ thì họ
luôn luôn là cái công trình mới rất là bận rộn. Thứ hai nữa là do ngoài ra là do vấn đề cũng là vấn đề kinh phí nữa, không phải là lúc nào cũng dồn tiền vào cái việc này được. Thứ ba nữa là chúng tôi phải hoạt động đa lĩnh vực để có thể tồn tại được, tiếp tục phát triển trong cái nền kinh tế khó khăn như này. Khi mà chúng tôi hoàn thiện cái này thì nó sẽ có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm này, mô phỏng ánh sáng mặt trời này, thì nó sẽ tối ưu hóa cái việc là chúng tôi cũng phòng chu kỳ tăng trưởng của cây. Và đồng thời nó cũng tạo ra cảnh quan rất là đẹp vào ban đêm. Sở dĩ bên mình là phải khai thác cản dễ bởi vì là thứ nhất là khách hàng ấy thì họ dự kiến là khai thác buổi trưa nhưng buổi chiều mới ăn. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta để nguyên rễ thì nó mới khác biệt với những đơn vị khác. Tất nhiên là nhìn rau thì nó khác rồi, nhưng mà để nguyên rễ thì nó sẽ để rau được lâu hơn. Cái thứ hai nữa là nó mới phân biệt được những rau mình với lại cái rau của cái đơn vị. Tất nhiên là các bạn nhìn rồi các bạn ăn thì các bạn sẽ biết ngay mà. Bên nào ngay. Đấy, một túi đã xong, chúng ta sẽ tiếp tục khai thác túi bên kia.